Rồi, xin chào các bác nha. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu tiếp cho các bác về con MG ZS phiên bản thấp nhất. Nó có tên là MG ZS Standard. Phiên bản này là nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm sản xuất là 2020. Bây giờ thì đang có mức giá rất tốt là 515 triệu. Và các bác sẽ được khuyến mãi là giảm thêm 40 triệu nữa. Tức là sau khi trừ đi thì nó còn đâu đấy khoảng 570 mấy triệu á. À 470 mấy triệu thôi. 470 mấy triệu mà lăn bánh Sài Gòn thì nó tầm khoảng là 535 triệu là ra giấy hết đó. Đó là ở Sài Gòn nha, còn ở tỉnh nó rẻ hơn nữa. Tức là hơn 500 một xíu thì các bác có một con xe crossover hạng B 5 chỗ để đi lại hoặc là kinh doanh gì đó tùy các bác, tùy theo mục đích. Đây là phiên bản thấp nhất cho nên nó đã cắt một số thứ rồi, tôi sẽ đi tổng quan cho các bác xem. Các bác trả trước là tầm khoảng 140 triệu thôi là lấy được con xe này rồi đấy. Thì hàng tháng góp đâu đấy tôi nhẩm tính là chắc khoảng 6-7 triệu gì đấy, tầm tầm con số đó. Nó cũng có nhiều màu cho các bác tham khảo nhé. Đây là một trong các màu thôi, và màu xanh. Thì màu xanh trên con ZS nó sẽ khác với màu xanh trên con HS nha. Màu xanh HS nó sẽ đẹp hơn. Thì với mức giá sau khi giảm giá còn khoảng là 475 thì nó có những gì? Kích thước thì vẫn như thế nhé, vẫn là tầm 4m3 5 chỗ, rộng, con này rộng nha. Các bác vẫn được bảo hành là 5 năm không giới hạn số km, vẫn được miễn phí 5 lần bảo dưỡng đầu tiên. Tuy nhiên là đối với xe dịch vụ thì tôi không rõ là có được miễn phí 5 lần bảo dưỡng đầu tiên hay không. Thì cái đấy các bác quan tâm mua chạy dịch vụ thì cứ alo theo số trên tiêu đề nha. Tôi sẽ cho các bạn bên MG hỗ trợ tư vấn chính xác cho các bác sau. Cái phần đấy tôi sẽ check lại sau nhé. Con này thì vẫn xài động cơ như trên các phiên bản kia thôi, vẫn là động cơ 1.5 lít thấu khí tự nhiên, 112 mã lực, 150 Nm, hộp số sẽ là 4 cấp, số tự động 4 cấp nha. Con này thì lại không có đèn sương mù, vẫn có cái viền kia chứ không có đèn sương mù. Đèn này là đèn pha halogen cả rồi, cốt pha halogen hết. Gạt mưa chỉnh cơ, đèn chỉnh cơ hết, lưới tản nhiệt. Mâm thì 16, kích thước là 16 inch. Tôi có hỏi thì các bạn bảo là trong các phiên bản của ZS, phiên bản này chạy êm nhất, có lẽ là do là cái lốp nó là dài nhất nè, vì cái mâm nó nhỏ nhất thì cái lốp nó sẽ là dài nhất. Đấy, cảm biến áp suất lốp có sẵn nè. Ở cái tầm giá mà dưới 500 mà được trang bị cảm biến áp suất lốp nguyên zin là rất hiếm xe có đấy. Con này cũng sẽ có luôn là cái chức năng làm khô phanh đĩa và phanh góc cua nha, có hết. Treo thì vẫn giống vậy thôi, treo trước MacPherson, treo sau là thanh xoắn. Phiên bản nhập Trung Quốc này thì gầm nó sẽ thấp hơn do là một số cái miếng nhựa nó bị già xuống dưới á, cho nên khoảng sáng gầm con này là chưa tới 15 cm nữa, trên giấy tờ là vậy. Nhưng mà những miếng nhựa đấy là nhựa dẻo, các bác có thể uống dẻo nó được nếu mà va quẹt những cái gì đấy. Xi nhan trên gương, nhưng mà gương này là để xem coi nó có chỉnh điện không. À, gương chỉnh điện nhưng mà gập tay nha, gương chỉnh điện gập tay, không có sấy. Cái này không được mạ chrome, cùng màu với thân xe, nhưng mà viền chân kính có mạ chrome nè. Không được trang bị cửa sau trời, không có thanh gió nóc luôn. Thì đối với một cái xe giá rẻ như thế này á, thì những cái đấy không quan tâm. Đôi khi các bác mua về chạy dịch vụ thì những cái đấy không phải là thứ quan trọng. Còn nếu các bác muốn những thứ đấy có thể bỏ thêm mấy chục triệu nữa để lấy băng giữa thì nó sẽ được trang bị. Phía sau thì vẫn là giống bánh trước thôi, phanh đĩa cả. Nhìn cái phuộc khá là đơn sơ ha. Con này thì không có camera lùi đâu, không có cam lùi, không có cảm biến lùi. Cái đấy các bác có thể trang bị thêm, cũng không có nhiều tiền lắm đâu. Bô nằm bên này nhé. Gạt mưa phía sau, nhưng mà anten bay cá là có sẵn. Đèn phanh trên cao này, tiêu hao nhiên liệu. Tiêu hao nhiên liệu tầm 8 lít đổ lại. Máy chấm 5 thì có như vậy thôi các bác. Cốp. Cốp này nó sâu quá, nó lọt xuống dưới. Bánh xe cua có sẵn nè. Bánh xe cua là mâm sắt thôi nha. Có thể gập được cái hàng ghế cuối lại để gia tăng diện tích.
Về nội thất thì con này nội thất sẽ là bọc nỉ. Loa con này chỉ có 4 cái nha. Loa đây chỉ là loa giả này. Tôi nhớ không nhầm thì loa này là loa giả, nó chỉ có 4 loa, thì 4 loa nằm bên trên hết. Hàng thứ hai này thì cũng được bọc nỉ thôi và ghế cố định. Chỉ có thể ngã về phía trước để bỏ đồ sau cốp nó thòng ra thì được, chứ không có ngã lui được. Ngã lui như này là hết cỡ rồi nha. Ghế này cố định rồi. Cố định là cố định về điều chỉnh á. Toàn bộ vẫn là dây đai 3 điểm, có 3 tựa đầu ngồi được 3 người. Phiên bản này thì nó sẽ không có cái cửa gió hàng ghế thứ hai ha. Rộng rãi. Ghế toàn bộ chỉnh cơ cả thôi. Vẫn có auto lock. Nhưng mà cái nỉ này nhìn khá được ha, nó không có sù lông. Vô lăng thì không có một phím bấm gì hết á. Không có miếng kim loại đây luôn. Vẫn là vô lăng trợ lực điện nha, nhưng mà vô lăng này á thì sẽ không có ba chế độ nặng nhẹ vô lăng như mấy cái phiên bản cao hơn. Nó là chỉ có một chế độ duy nhất tại vì nó không có cái màn hình để điều chỉnh. Nhưng mà con này muốn điều chỉnh một số cái chức năng trên này á, cảm biến xuất lốp muốn nhìn này nọ thì các bác phải thông qua cái nút bấm ở đây nè. Tại vì nó không có nút bấm trên này thì nó sẽ chuyển cái nút bấm sang đây. Và cái điều đặc biệt là phiên bản này nó vẫn có trang bị ga tự động cruise control nằm ngay đây. Đây. Đèn thì vẫn có thể chỉnh được độ cao nha. Gương thì chỉnh được cái trọng, nhưng mà gập thì là gập bằng tay. Con này thì nó chỉ có một màn hình LCD trắng đen, nó không phải HUD nữa. Cái màn hình gì đấy, nhỏ xíu ngay đây. Nó vẫn có Bluetooth nha, nó vẫn có kết nối được Bluetooth. Điều hòa chỉnh cơ, hộp số tự động 4 cấp à, có chế độ S ngay đây nè, gạt qua bên phải. Phanh tay. Gương chống chó chỉnh cơ. Trên này vẫn là nhựa mềm nha. Đây. Con này nó không có gương trên này luôn. Khá là đơn giản. Đấy, về công nghệ an toàn thì con này chỉ được trang bị hai túi khí phía trước thôi nha. Vẫn có cân bằng điện tử, vẫn có hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử. Những cái đấy là con này nó có hết, nó có cảm biến áp suất lốp luôn mà. Chỉ là không có hỗ trợ xuống dốc là không có nè. Rồi không có cam lùi, không có cảm biến lùi. Con này nó có luôn cái chức năng là làm khô phanh đĩa và phanh góc cua nhé. Traction control nó cũng có luôn. Nhìn thấy là nó có đầy đủ đấy. Chưa tới 500 triệu, giảm giá đi thì nó sẽ còn là 475, lăn bánh là tầm Sài Gòn thì chưa tới 540, quá rẻ ha. Xe dành cho những người thực dụng hoặc là những người mua về mục đích kinh doanh. Còn ai mà đã có một cái tư tưởng là bài trừ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, hàng Trung Quốc gì đấy thì không nên xem video này. Các bác quan tâm thì alo theo cái số trên tiêu đề nhé. Có nhiều màu cho các bác tham khảo lắm. Đây chỉ là một trong các màu thôi. Thì màu xanh là mà trên những cái xe mà giá rẻ thì hơi hiếm mà. Ở Việt Nam mình tôi nghĩ là cái tầm giá mà dưới 500 mà có màu xanh á, nguyên zin thì chắc chỉ có thằng này thôi. Có thằng MG có thôi. Đôi khi các bác mua xe còn có phong thủy nữa. Thì nếu mà ai phong thủy mà thích cái màu này luôn thì có thể ghé qua MG Go Vấp. Cảm ơn các bác đã theo dõi nha. Tôi sẽ chấm dứt video tại đây.